Đây các bạn nhá, đây này. Đây là con chó quay nhá các bạn nhá. Đấy. Chó quay của quán Hà Thành Quán này. Ở trên ngã tư Cao Lộc này. Đấy, hiện tại là đang buộc chân chó. Đây. Hiện tại đây, đây là bên này là cái lò đang đỏ lửa đấy các bạn nhá. Đây, con này sắp chín rồi. Vàng quá đẹp rồi. Trước hình như có hai cái lò nhỉ. À lò bên kia nữa nhỉ. Đấy. Hai cái lò quay chó. Thơm nhỉ, người đây gửi đến mùi thơm đấy. Đây các bạn nha. Hiện tại đây. Hiện tại đây là con chó quay này. Vừa mới ra lò nhá các bạn nhá. Đấy, hiện tại là đang ở ngã tư Cao Lộc. Đấy, quán Hà Thành Quán này vừa mới ra lò con chó. Vẫn còn nóng hổi luôn. Chưa rút đòn. Đấy, bây giờ quay lại cho các bạn xem chặt phá con chó này thế nào. Vừa sức vừa biết mặt băng này rồi. Đang cao thủ hết rồi. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Đấy. Bây giờ nói chung là tôi ăn thịt chó đây nhiều, tôi biết giá cả rồi, nhưng mà tôi hỏi giá cả để cho các bạn xem. Bác ơi, bác có thể báo giá là thịt chó mình bao tiền một cân không nhỉ? 300.000 cân. Đấy, 300.000 một cân thịt chó quay. Đấy. Nóng hổi luôn, vừa ăn luôn. Nóng hổi luôn. Nông lạnh nông riêng nông lạnh bạn bình mừng có thể không chịu cái ra hắn teo gì nữa teo lúng thôi mà mình hơi kể mệt à mấy lúc nông lạnh nông chỉ đắp tòn mừng thôi thôi mới thôi hơi được thôi quay nó thôi không teo gì không nếu với kim béo cái đấy kim béo phải tiêu không tiêu cái đấy để bé cho chú nhờ cái rồi cây quan đi dạo ngoài cái ngồi này cái nơi này chả mới biết là chả ngồi ngoài cái nóng hổi à, cái này mà mong về làm lễ à, cúng à? À cái đầu cái đầu một cái đuôi ấy nhỉ. Đây các bạn nha, thì bây giờ là tôi sẽ giới thiệu các bạn đến cái món bún thịt chó. Đấy. Thì sẽ xem cô làm bún thịt chó của Lạng Sơn thì công đoạn như nào. Đầu tiên là mình sẽ phải là xóc cho bún nó mềm đi cô nhở. Đấy, cho bún nó mềm nha. Thì bắt bún thì tùy cái sức khỏe của bạn nào ăn được nhiều thì các bạn gọi bắt 25.000, 30.000 hoặc là bắt 40.000, 50.000 cũng có cô nhỉ. Đấy, bạn ăn khỏe thôi. Ăn nhiều. Đấy. Bún thịt chó Lạng Sơn đây. Thì có món hấp này, món rồi chó này, tổng hợp này. Và món rượu mận này. Rượu mận này, măng. Đấy. Đấy, đây là rượu mận cô nhỉ. Rượu mận. Đấy. Thì bát này là bát bao nhiêu tiền cô? Đây cô làm bát 40.000. À đây là bát 40.000 các bạn nhé. Đây cô, các bạn xem bát 40.000 bún thịt chó đấy có bao nhiêu thức ăn này, bao nhiêu rất là nhiều đấy. Đây các bạn thấy không? À, đấy. Đối với bát bún thịt chó 40.000 này các bạn này. Rất là nhiều thức ăn. Đấy kia là nồi nước dùng. Nồi nước dùng cô cho gì nhỉ?
cả sải luôn nhở, sả thơm nhở, cả sải thơm. Xương thì mình chỉ có xào thôi. À, xương xào lên xuống. Xào săn xương lại. Săn xương lại. Còn cái quán này là quán nào? Quán Mỹ Sơn, quán ở gần nhà thờ Mỹ Sơn các bạn nhé. Bạn nào thích ăn cứ lên Mỹ Sơn quán. Đấy. Đấy. Đấy, hôm nay cũng cho chị này lên YouTube luôn. Nhìn chị này ngoài này xinh hơn ở trên YouTube đấy. À, chị ơi. Cứ để đấy nhá. Đây các bạn nha, hôm nay là mời các bạn đến với quán thịt chó, đặc sản thịt chó, chị này, thịt hấp các món này. À, chị muốn lên YouTube nhưng mà chị chưa biết tên chị là gì nhỉ? Anh ấy biển đấy. Chị nào này hay lên YouTube. À, Trung Tuyến nhỉ? Đấy. Thì hôm nay là đưa quán thịt chó của em gái Trung Tuyến lên thì chị nào báo giá các bạn luôn từng món một nhá. À, cứ để đây này nào. Đấy, cho lên thì bây giờ phải hỏi chủ quán để báo giá từng món cho mọi người biết. Đấy. Đấy thì hỏi em chủ quán này món thịt hấp này bao tiền một lạng nhỉ, một cân nhỉ? Anh ơi, thịt hấp thì 30 một lạng ạ. Thịt hấp là 30 một lạng các bạn nha, 300.000 một cân. Đấy thì gặp chủ quán hôm nay hỏi chủ quán báo giá thì mới chính xác được. Thịt hấp là 150. Đấy, thịt hấp là 300.000 cân này, còn là chân chó. Thế thì mình lấy 100 thịt hấp xong rồi lấy 50 rồi nhá. Chó vâng, à, chân chân cái 10.000 à, chân là 10.000 một cái. Chân 60 chân. Chủ quán này đang bận thì chưa hỏi được thì cứ hỏi nhá. Chân là bao tiền cái nhỉ? Chân quán nhỉ? 10.000 anh ạ. Chân 10.000. Đuôi. Đuôi thì 15 một chiếc. 15 một chiếc là lòng dồi thập cẩm. 120 một cân ạ. À, 120 một cân. À, món rượu mận. Bạn 25 một lạng. 25.000 một lạng. À, bát canh măng là do mình ăn là bát 30, bát 20. Canh măng là do tính khách thôi. Tính khách. Ăn bún là rượu mặn này hay là nước canh măng mình nhỉ? Ăn bún thì rượu mặn. Ăn rượu mặn canh măng được. Được hết. Nhưng mà bánh mì thì phải rượu mặn được rồi. À, đấy. Đây các bạn nha, thì hôm nay đến với quán thịt chó Trung Tuyến này. Thì đã hỏi chị chủ quán rồi, báo giá cho các bạn rồi. Các bạn nào thích ăn món thịt chó 7 món đặc sản của Lạng Sơn này thì các bạn cứ lên đường Bắc Sơn. Đấy, đường Bắc Sơn chỗ hàng gạo cuối. Các bạn đến mua, tôi đã báo giá các bạn rồi nhá. Đấy. Khách hàng đây. Đấy, rất là ngon. Đấy, cho bạn tham quan nốt một vòng. Đấy, nhìn là cực kỳ hấp dẫn rồi. Thì thôi rồi, chia sẻ các bạn video đến đây thôi. Chào các bạn nhá. Mỗi một đĩa không chụp phải tầm mấy lạng thịt anh? Chắc phải tầm nửa cân đấy nhở, đúng không? À, nhìn nó to đầy đặn này mà đúng không? Chắc phải tầm 7 lạng ấy nhỉ? Làm gì ăn đấy? Làm một kẻ đó. Đĩa này là đĩa để lại đi. Đĩa này là đánh dấu ạ. Đánh dấu hai cái nấm hương ạ. Bắt đầu. Đáng ba chứ.